Rồi hôm nay mình có mua một khúc thịt căng vậy nha các bạn. Một cái trứng căng nha. Ngâm với lại một ít muối nha. Một tí bột ngọt, chút xíu mình sẽ đem đi hấp sả ở dưới nha. Hello các bạn, Việt Nam Văn Vlog xin kính chào tất cả các bạn nha. Hello các bạn. Rồi thì hôm nay thì hai cho con của Vinh ăn cơm, xin mời tất cả các bạn nha. Mời các bạn. Hôm nay có thịt của thịt căng nha. Đấy. Trứng nha, trứng của con căng nha. Đây là thịt kho quéo nha các bạn. Còn đây là cái gì ta? Đây là đầu của con vịt nha. Thì hôm nay cũng có chút được ăn. Đây là rau đắng đất nha các bạn. Rau đắng mình có chút được ăn. Rau đắng đất nha, cái này hiếm lắm á. Lâu lắm rồi mới gặp mới mua đó. Hiếm lắm. Và lại một ít bông sầu đâu nha. Rồi xin mời tất cả các bạn dùng cơm với Vinh nha. Chúng ta cùng ăn thôi nha. Xin mời các bạn ăn chung với mình. Ừ, mời tất cả các bạn nha. Mà muốn thịt kho. Rau đắng đất nha. Ngon. Đắng thiệt á. Đúng là hương vị quê hương không ta nổi. Không thể nào ta nổi nha. Ngon quá. Đắng lắm nha các bạn. Con cạp bắt đầu dịch đi nha hương su con. Xíu ăn cạp, chờ một viên cạp. Chờ ăn nhồi hả? Rồi mình ăn bông sầu đâu nha các bạn. Đây. Các bạn thấy ngon không? Bông sầu đâu nha các bạn. Thử cái gì chị nổi thế này. Con ăn đi, con ăn đi, khỏi gấp cho ba. Cục vàng ăn đi. Dạ. Ừ, miếng thịt ạ. Quất không? Rau đắng nó đã đắng mà sầu đâu nó còn đắng hơn. Hai cái đắng thì món ngon. Mình hơi lùn gấp gấp thịt cũng thế. Mời bạn ăn nha. Ngon quá. Còn muốn ăn lắm chứ bộ. Con trứng hả? Lấy cái nhỏ nhỏ cho coi. Không bự quá. Ăn trứng gà đó. Phải vậy. Mất tiêu rồi. Con làm giống mất tiêu chanh nha. Ngon. Muốn nêm, bệnh nêm của mì gói á. Nghe không? Chấm đây con. Béo đường chê. Ngon nhưng mà tại vì béo thôi. Béo quá béo. Nó mềm quá, béo quá. Rất là béo nha các bạn. Béo mì quá, ngon hơn ngán. Đâu em bỏ chén cơm xuống đây đi. Em làm cái đầu vịt đây. Con gớt. Rồi đủ ở đây con đem. Đúng rồi. Ngủ nhá con ơi. Không nóng đâu.
Để bà bác muối 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 nha. Không có muối nó mới ngon. Nó không cay. Không sao nó sữa. Muối nữa nha. Nó bự luôn. Nó đắt nha. Quá đắt. Cảm ơn thòn hết sách. Cái trứng của con trăng quá béo. Nó béo gấp 4 gấp 5 lần cái trứng gà mình á. Đổ em ơi. Gà này gà đắng đất nha. Chỉ có ở dùng những cái dùng miền Tây như là Đồng Tháp hoặc là An Giang mới có nha các bạn. Này nó cái vị nó hơi đắng mà nó mát nha. Vị rất là ngon. Cái này mà ăn với lại cháo cá lóc á. Cháo đầu cá lóc nha các bạn. Hết sạch. Thấy chợ gặp dịch dai quá bạn ơi. Người ta bán. Rồi đó mua liền. Lâu lắm rồi mới được ăn. Bà biết con phá con gà mới đi. Mua mấy cái đậu cho con á. Rồi. Con ăn khúc đó thì bạn ăn khúc này vậy thôi. Mời tất cả các bạn nha. Bỏ nó con. Rất là dai và ngon nha. Thịt rất là chắc. Nếu mà các bạn gan yếu yếu á thì cũng mua cái miếng chăng bự vậy, mua loại chăng nhỏ thôi. Quá dài. Tại mình là thanh niên đó mà mình ăn cái nuốt chậm cái muốn chết luôn á. Hết cắn. Ồ dai lắm. Dai thịt vịt nữa. Rất là dai. Da không mà chứ không có thịt. Ừ thì ba ấy cho con da mà cái cổ nó ra da rất là nhiều. Da nhiều mà thịt ít. Vô. Dai mà ngon nha các bạn. Nhưng mà ăn có găng ăn. Ăn này được, dai ngon. Người không ăn được bắt thuốc không? Nếu mà găng yếu yếu ăn này là đi ly luôn nguyên hàm găng luôn. Đúng rồi. Ngọt. Cắn đi. Dài không? Dài không? Đổi không? Mình thì con răng cũng chắc chắc thôi. chứ thực ra mình ăn còn không nổi nữa. Nhưng mà nó thịt ngon à. Không à, lượng cặp quá. Không à. Ít thôi. Cà ta đi đi à. Đúng rồi, đúng rồi không? Đúng rồi, thật ngon quá. Rất là ngon nha các bạn. Giờ mở tủ lấy bánh củ hành đi. Dạ mở tủ lạnh lấy giùm ba củ hành. Lấy luôn. Không ý ba kia mẹ lấy giùm á. Rồi xin mời tất cả các bạn nha. Cảm ơn mẹ luôn. Củ hành sống nha các bạn. Ăn này phải ăn củ hành sống không. Ngọt quá. Mời bạn nha. Đúng rồi. Ai không? Muốn ăn hả? Dài thiệt. Này mà hầm đủ đủ, gai trắng, gai đỏ ngon. Nếu mà các bạn mua về, mua miếng bự gì ha. Chặt ra rồi hầm.
quá. Ăn nồng quá. Như đây. Đưa cho các bạn coi cái thành quả con cạp nãy giờ coi. Các bạn ơi, nó cạp nãy giờ các bạn ơi. Gái tôi cạp nãy giờ. Nữa không con? Mấy thì bỏ lại rồi lấy cái đầu khác quất. Rồi một lần nữa xin mời tất cả các bạn nha. Mình xin mình ăn cơm nha các bạn. Nãy là bạn thật là đã không ăn cơm bỏ gì. Quá. Ăn quả cạp luôn nãy giờ. Tay chân miệng, tay miệng. Đúng không? Muốn cái đầu khác đi. Con phải nén. Mình ăn mình ra không hết này quá. Ăn thêm cái đầu nữa không? Thôi. Cái thịt nó không con? Đúng rồi, chứ cái răng ngoài. Ăn dính ra, dính ăn bị bá rồi. Ngọt không? Rồi thì review thịt căn với lại trứng căn hôm nay Vinh Vinh kết thúc nha. Này quá nhiều và thật sự ăn không hết. Rồi xin chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn ở clip sau nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh nha.